em à, xin kính chào các bác nha đã đến với video của em kênh hàng nhật bãi thì hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu đến các bác là một siêu phẩm siêu phẩm nồi do mâm mút tách đường nặng 8 kg thì mẫu này em order bên nhật nha rất là xịn sò mẫu này đời cao màu rất là đẹp màu uh, nho màu vàng gũ vang các bác rất là đẹp nha là một lít sản xuất 2017 cao tầng áp sức thì uh, hàng dùng lưới của nhật còn rất là mới đẹp thì uh, các bác xem cái video này các bác mua thì chụp màn hình gửi qua zalo cho em nha thì uh, để đi ra vô đầu video thì em chúc các bác đã xem video vui vẻ nhiều sức khỏe các bác xem video nhấn đăng ký kênh nhấn nút like ủng hộ em em chân thành cảm ơn các bác thì uh, một dòng các bác xem nha nồi rất là đẹp các bác đây sẽ bán nhiều như nồi ma mút trên kênh em mà nhưng mà những cái mồi nồi như thế này thì nó cũng rất là ít cái màu như thế này á em quay một vòng các bác xem nha đẹp nồi hàng lướt mà đập can sản xuất năm 2017 thì nói chung là nấu đi nấu lại thì cũng có một số cái câu để miêu tả về cái nồi này thôi nặng 8 kg son hai đáy latium đó bạch latium mà nó là bạch kim son đáy bạch kim công nghệ bạch kim làm son của hãng vô oxy đó này em quay cận cảnh, cảnh từ từ các bác xem nha rất là nặng nha các bác làm đi vào thông số thì những dòng nôm do mong mốt thì cái thông số với điện thì nó y gan thôi các bác xài 100 và 110 vẫn được công số 1360W thì à, em đang bán cục đôi nguồn điện là 2.000W giá 550.000 cục đổi nguồn điện 3.000W giá 700 các bác xài điện là 100 và 110 nha 120 không xài được và 220 cũng không xài được đó đẹp chưa các bác thì, à, cái màu này thì nó rất là sạch cho các bác mình dễ dàng mà mình xài cũng như là nó hơi bẩn một tí mình cũng không thấy các bác. Này cái dòng mã cầu còn rất là đẹp luôn. Và cái nước sơn mà để sơn cái nồi này là nước sơn 5 lớp là sơn của ô tô luôn đó các bác. Ở bên Nhật người ta miêu tả cho cái tiếng Nhật miêu tả là là như thế nha. Nồi này rất là đẹp. Rồi một dòng cho các bác xem giờ mình vô cái nội thất cho em nè. Nồi này với cái mã nè. NB khoảng cách WI10M rồi vô nội thất cho em nồi đèn led thì dễ dàng sử dụng con đẹp luôn nha các bác trong rất là ok em nấu nó còn là dính cái kiểu các bác biết nên gì không có mồ hôi á nó dính lên để mà vệ sinh ra luôn cho nó sạch đẹp nói chung hàng về thì em cũng phải test rồi em thấy đưa lên được nha các bác cái phải có kiểm định cái chất lượng rồi mới đưa đến tay các bác em sẽ vệ sinh lại cái này rồi em quay lại cho các bác này các bác em vệ sinh lại là ok ngon lành nha không vấn đề gì hết các bác yên tâm nha dòng có tách đường dành cho những bác ăn kiêng về mình bị vấn đề về đường có một số bác hỏi nếu mà không có việc vấn đề về đường có mua xài được không dạ tôi là vẫn được nha Để tốt sức khỏe mình thôi mình phòng chống luôn nó nó tách đường ở đây là nhờ cái mức nhỏ nhất là nó tách những cái lượng đường xấu chưa là những cái đường lượng tốt thì trong những cái dòng nồi cơm á, mà tách đường mà cơm ngon thì không có thể bỏ qua cái dòng vô này được có một số cái nồi là nó tách đường hẳn luôn là cơm không còn ngon nữa nhưng mà đối với cái dòng vô này tách đường thì tách nhưng cơm vẫn ngon bình thường cái vấn đề này là em cũng rất là thích mà những bác mua hàng kiểu như là rất là chuộng về những cái mẫu như thế này giờ mình ngon thì tới lòng các bác đó lòng cũng đẹp can luôn nha các bác đây em qua cận cảnh, cảnh cho các bác xem nè đó lòng màu đẹp nha các bác, đó cũng không bàn cãi là được, thì cũng có một cái dài cái vết như xước, lông mèo, xước mua cơm, móng tay vô gạo thì vẫn có những bông chốc ảnh hưởng chắc trong dính thì không có nha, nồi thì rất là đẹp, trong ngoài thì cái đây là cái công nghệ là uh, Palatum làm son và cái công nghệ bạch kim đó, và bọc gốm cho mình luôn các bác, hai các bác thấy không bọc gốm, nó rất là xịn sò là, là như thế, đó, trong ngoài đều đẹp hết nè, à, giờ đi vào bên trong nha trong cũng đẹp luôn nha các bác chúng em mới về làm test anh đăng lên liền luôn á kiểu như em chưa có vệ sinh lại bên nhật nó sao là nó còi thinh vậy á rồi bây giờ tới phần là cắm điện phần báo giá bác nào mà đang có ý định mua cái nồi thì chốt ngay cái nồi này nhanh gọn lẹ may mắn tài lộc đến liền các bác em lại cắm điện vào nha các bác thì bây giờ cái, em hướng dẫn sơ những cái nút được các bác nấu cơm đèn nó hơi chá nút này nấu cơm nút tắt nút giữ ấm là nút hâm cơm đó thì bây giờ cơ bản cho các bác đi nấu cơm Để em chỉnh chế độ ngon là 74 phút nè có chế độ nấu năm mấy đâu nữa Để em chỉnh lại cho các bác nhiều khi một số bác mua hàng mà cũng như là mình muốn cái đây cái thời gian nó ngắn thì có đây đó không nói thì tắt đây này nó có rất nhiều chức năng nấu nấu sôi nấu cháo gạo lứt cơm cháy đầy đủ hết cho nhưng mà đối với em thì khi các bác mua nồi này về cho mình nấu cơm thông thường thôi cơm ngon, cơm mềm, cơm dẻo nó còn nấu cơm cháy thì mình hạn chế nó sẽ hư cái son vì nấu cơm cháy ở nhiệt độ 280 độ C thì nó chiên ở Tiger. Nồi Tiger thì người ta có thể là bọc mười mấy cả chục cái lớp gốm để cho nó cái chất lượng nó được là tốt nhất để có thể nấu cơm cháy. Các bác mua nồi này thì thứ nhất là được cái gì? Tốt cho sức khỏe, thứ hai cơm ngon, thứ ba là các bác trải nghiệm được cái dòng là xịn sò VIP đẳng cấp của Nhật. Thì đây là hâm cơm nha các bác đó, sáng đèn là hâm cơm bấm cái nút nấu một cái là hâm nóng là hâm nóng trong vòng 8 phút còn bấm một cái là hâm ấm còn hâm thì tắt nó soi nó cháo thì bác bấm vào đây thì các bác mua xem sẽ có video hướng dẫn chi tiết nữa nha chứ còn à, em chỉ là nói sơ cho các bác biết thì những cái chức năng như thế thì mẫu nồi này đẹp lắm các bác cực kỳ luôn nói chung là mình mua hàng thì mình cũng chọn một cái bánh nào cho nó xịn sò mình mua cho nó đáng đây là nó không cháy nữa các bác này là cái chức năng này đang chớp là nấu sôi có cháy nè nấu sôi có cháy là 68 phút các bác chờ nó hết tiếng đờ các bác tắt nha giờ cái có chức năng nấu uh, nấu cháo nấu cháo là 61 phút rồi thì đầy đủ của chức năng nha các bác hết nè tắt cho em thì hẹn giờ nè bấm ở đây không sáng không chiều chỉnh cái khung giờ mà gia đình các bác hay ăn cơm đó rồi các bác buông ra cho em các bác muốn nấu thì đúng thời gian này sẽ có cơm các bác ăn trước thời gian này tầm một tiếng 45 75 85 tỷ theo mình chỉnh khi hẹn giờ nó sáng đây khi nấu nó sáng đây khi chín về đây về đây ờ, hình mẫu này em đã test ok hình thức như hình như video rất đẹp nha các bác tách đường nó có nó có cho các bác là đảm bảo tốt cho sức khỏe và cơm vẫn ngon bình thường chứ không phải là tách đường rồi cơm không ngon như những cái nồi, cái nồi mà khác nha rồi thì mẫu này hiện tại em đang bán giá 3 triệu 8 mua chuyển đuổi bao ship cọc cho em là 800 lẻ còn lại 3 triệu và tiền ship nếu chuyển đủ thì em bao ship cho các bác nha em bảo hành 6 tháng hình thức nó đẹp như hình như video các bác nhận hàng được kiểm tra chứng mà vô cục thì uh, mua nồi này các bác chụp hình gửi qua zalo cho em mẫu này là 2017 các bác đây nó nồi này nó nằm dưới đây nha em bán cũng rất là nhiều nồi nhưng mà những cái nồi đề cao này thường nó ít lắm đó bữa nào order được có cái nồi này thì nó rất rất là cũng như là cũng như cũng vừa ý em đó nó rất là đẹp luôn còn mới nữa mới chát thì uh, giá là 3 triệu tám nha các bác mua hàng quan hệ được mặc cả em chỉ bán đúng một giá em cảm ơn các bác chân thành chân thành cảm ơn là một lít nha các bác